vậy bạn? Gì vậy bạn? Mít nói chuyện á. Tại vì mình duyên. Nó nói rồi đó. Duyên có không? Bạn có không? Vô liền đi, vô. Mấy cây đây nè, nhiều lắm. Cây á, cây á. Rồi ngồi đây anh. Ngồi. Ủa mà thấy anh muốn tiện mít gì anh? Vợ anh đi Mỹ. Nhớ giọng anh quá, không nghe giọng của anh quá. Có cái mic nào không? Có. Đây, này nè anh. Hả? Này đó hả? Ừ, nhiều lắm. Hai cái này đáp lại là hả, giọng anh như tài tử luôn. Bảo đảm nó nghe là sướng hơn là coi phim nữa. Ok. Rồi ha, rồi đi. Alo, em hả? Anh nè, vợ anh đi rồi. Vợ em cũng đi rồi. Vậy hả? Qua liền. Ok, qua liền nha.